Nó là kẻ bị ruồng bỏ. Từ khi được mẹ sinh ra, cơ địa nó yếu ớt hơn các anh em của mình. Dần dần lớn lên, nó bị chính con đầu đàn trục xuất. Trong đó có sự tiếp tay của chính những người anh em cùng mẹ mà chẳng biết cha là kẻ nào. Nó căm hờn ông trời sao lại bất công với nó, cho nó một cơ thể hay ốm đau, không đủ sức khỏe để làm nhiệm vụ đi săn do các cấp bậc cao trong đàn giao phó. Nó làm cho những kẻ cầm quyền trong tổ chức cảm thấy không thu được lợi lộc gì mà còn là gánh nặng cho cả đàn. Đơn độc, lẻ loi nơi hoang mạc, nó luôn hướng mắt lên bầu trời để theo dõi những đầy tớ trung thành của thần chết. Kèn kèn hạ cánh ở đâu, ở đó sẽ có xác thối và nó sẽ tìm đến. Chỗ thức ăn này sẽ giúp nó cảm thấy không bị đói, ít nhất là hôm nay. Một miếng ăn tồi tàn, cần gì phải so đo, sống lây lấp mà trải qua cái kiếp đời bị ruồng bỏ. Đơn thương độc mã, nó phải chấp nhận đối mặt với vô số hiểm nguy, không thể biết trước được ngày mai sẽ như thế nào. Thứ nó sợ nhất cuối cùng cũng đã tìm đến. Tất nhiên, nó vẫn còn tỉnh táo để rời đi nhanh nhất có thể. Nếu khi xưa, nó sẽ không có kiểu bỏ chạy như thế này. Anh chị em của nó sẽ tạo thành một sức mạnh to lớn để đẩy lùi bất kỳ con sư tử nào. Nhưng tất cả chỉ là quá khứ. Giờ anh chị em đã xem nó như một đứa ghẻ lạnh. Không thể cứ mãi ăn xác thối. Kẻ bị ruồng bỏ sẽ thử vận may của mình ở một cuộc săn, nhưng là cuộc săn của kẻ khác. Nó sẽ thăm dò và bám theo bầy chó hoang để có được một miếng thịt tươi ngon, bởi cũng rất lâu rồi nó chưa được nếm lại cái mùi vị ngọt ngào đó. Nó sẽ nhân thời cơ cướp lấy một miếng thịt, nhưng hành động của nó đã không qua mặt được kẻ đầu đàn này. Cú cắn của nó lực mạnh và nguy hiểm hơn chó hoang nhiều lần. Nhưng đám chó là những đối thủ nhanh nhẹn và vô cùng khôn ngoan. Không dễ gì để kẻ bị ruồng bỏ có được cơ hội ra tay. Ngược lại, kẻ bị ruồng bỏ mang cái bụng đói mà bỏ chạy thục mạng. Một con chó cắn thì không sao, nhưng cả bầy cắn thì nó tôi mạng là cái chắc. Nó đã bị bầy chó bắt được, nhưng theo cái cách rất tệ. Ăn chưa được chút nào mà bị quánh hội đồng đến sừng cả mỏ. Thoát được rồi, nó rời đi với mảnh thân tàn ma dại. Không làm mà đòi có ăn thì chỉ ăn đòn no. Giờ là lúc nó lại hướng về những con kèn kèn.